Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Sửng sốt, Đức Mẹ hiện ra và phép lạ cho cô gái trẻ người đạo Phật tại Trà Cú, Sóc Trăng được ơn lạ lùng. Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, Chúa nhân từ xin cứu giúp. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã thích hai câu thơ trên vì tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Phật. Bố mẹ tôi là Phật tử thuần thành, nhưng không hiểu vì một nhiệm vụ nào đó khiến tôi trở lại thích hợp với đạo Công giáo. Khi mới 10 tuổi, tôi đã được theo mẹ nuôi đi nhà thờ vào mỗi chiều Chủ nhật. Hình ảnh ngôi nhà cổ kính, hình ảnh Chúa đóng đinh trên thập giá và hình ảnh Đức Mẹ đẹp dịu dàng, lúc nào cũng cầm chuỗi bần côi, thâm nhập vào tâm thức của tôi. Càng lớn lên, tôi càng thích tìm hiểu về đạo Chúa nhiều hơn. Vì thế, tôi thích thân với những người bạn có đạo. Tôi mê nghe tiếng chuông ngân vang mỗi buổi chiều, thích ngắm ảnh tượng Chúa và Đức Mẹ, thích đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng và thích nhất là mỗi lần được tham dự thánh lễ hôn phối trong nhà thờ. Hình ảnh cô dâu chú rể cầm tay nhau, trao nhẫn cho nhau, nói lên lời thề sắt son trước cung thánh. Đối với tôi thật tuyệt đẹp và tôi bắt đầu có những ước mơ thầm kín. Tôi tin có sự sắp xếp của Thiên Chúa. Lớn lên tôi đã gặp và yêu một người có đạo. Tình yêu của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trở ngại về vấn đề tôn giáo vì bố mẹ tôi không chấp nhận và đã có nhiều lần ép tôi lấy người khác không có đạo. Tôi chỉ biết liên lỉ cầu nguyện trông cậy vào tình yêu của Chúa và mẹ Maria. Sau hơn 6 năm chờ đợi, tôi đã được Chúa Mẹ nhậm lời. Bố mẹ tôi đã chấp nhận cho tôi được kết hôn với người mình yêu, nhưng với điều kiện tôi không được chấp nhận theo đạo, cũng như không được phép kết hôn trong nhà thờ. Cuối năm 1974, bố tôi qua đời khi tôi đang học đạo để chuẩn bị cho quá trình kết hôn. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 xảy ra, chúng tôi theo lời khuyên của một người chuyển về quê của anh tại họ đạo Trà Cú thuộc tỉnh Sóc Trăng. Họ đạo Trà Cú từ trước nổi tiếng là họ đạo với lòng đạo đức. Về đến nơi, chúng tôi xuất ra tờ giấy với nhà cầm quyền địa phương và đã được họ cho học tại trường trung học Long Tân. Trường tọa lạc tại ngay trong nhà thờ thuộc họ đạo Trà Cú. Niềm ước mơ của tôi đã được thành hiện thực. Đêm phục sinh năm 1976, tôi đã được rửa tội, được phép bổ sung và chúng tôi đã được phép kết hôn trước sự tham gia của cả ngàn giáo viên trong họ đạo. Hai tuần sau khi được rửa tội, Việt Cộng đến gặp chúng tôi, yêu cầu chúng tôi phải bỏ đạo vì chúng tôi là giáo viên, tức là công nhân viên của nhà nước thì phải theo đạo duy vật, không thể theo đạo duy tâm. Sau nhiều lần thuyết phục chúng tôi không thành, nên gần 2 tháng sau, Việt Cộng vào nhà chúng tôi, đọc lệnh kết án chồng tôi là CIA cho Mỹ, trà trộn vào họ đạo để tổ chức và kết nối với người được đưa vào bảo vệ cách mạng. Rồi họ ép buộc chồng tôi đi. Hoàn cảnh của tôi lúc này thật bi đát. Lúc đó tôi đang bị bệnh, trong nhà chỉ còn ít vàng bạc. Bà con của tôi thì còn quá nhỏ dại. Đứa lớn nhất 9 tuổi, thứ hai 7 tuổi, thứ ba 3 tuổi. Sống giữa xứ lạ quê người, không bà con ruột thịt để nương tựa, tôi lại không có tin tức gì của chồng tôi. Thật tôi không chết được mà phải sống. Khi này tôi chỉ biết trông cậy và ủy thác vào Chúa và mẹ Maria. Hình ảnh Chúa chịu đóng đinh trên thập giá đã nâng đỡ tôi rất nhiều vì tôi nghĩ rằng Chúa mà còn phải chịu đau khổ, nhục nhã và cuối cùng bị đóng đinh và chết trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại nữa kìa. Trong đó có tội của tôi và gia đình, thì tôi là con của Chúa có thể thoát đau khổ ở đời này hay sao? Tôi nhớ lời Chúa dạy, ai muốn theo ta thì vác thập giá mà theo ta. Hơn nữa tôi nghĩ theo Chúa không phải là theo con đường vinh quang hạnh phúc mà còn phải theo con đường khổ của Chúa nữa. Nhờ vậy tôi có đủ nghị lực và có thể vượt qua mọi khó khăn. Chúa mẹ đã thương tôi nên cho tôi có một cuộc sống khá đầy đủ để tôi có thể tiếp tục tiếp tế cho chồng tôi ở trong tù và nuôi ba con nhỏ dại.
Trong thời gian chồng tôi ở tù, tôi vẫn được tiếp tục dạy tại trường trung học Long Tân và tôi đã được chứng nhận một biến cố vô cùng quan trọng xảy ra tại họ đạo Trà Cú. Đó là Đức Mẹ ban phép lạ cho một cô bé trở lại bình thường. Chuyện là hàng tuần đi dự lễ ngày Chúa Nhật, tôi thường thấy một cô bé tầm 16 tuổi, da ngăm đen, tóc ngang vai, phong cách cục mịch quê mùa. Em bị liệt hai chân vì bị liệt hồi em lên 2 tuổi. Mỗi lần lên lễ mẹ và chị em phải dìu em đi rất khó khăn. Tôi thấy cô bé đi lại gặp khó khăn nhưng vẫn chịu khó đi nhà thờ, không hề rời xa một tuần nào. Tôi tìm hiểu về em và được biết tên em là Trần Thị Hữu. Rất nhiều lần cha mẹ chữa chạy bằng phương pháp bùa phép nhưng em phản đối và nói với cha mẹ rằng Đức Mẹ hiện về với con và hứa sẽ chữa lành cho con đi được. Vì thế con chỉ cần ở nhà yêu cầu cầu nguyện, nhất định không chịu chữa trị bằng phương pháp mê tín dị đoan. Bẵng đi một thời gian, tôi không thấy em đến nhà thờ nữa. Tôi được chị hàng xóm cho biết là em bị đau, không ngồi dậy được, tê liệt toàn thân, suốt đêm rên rỉ. Em ăn rất ít mà uống nước đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức, nhưng em vẫn tươi tỉnh hồng hào. Hàng ngày bạn bè đến thăm đều được em thuật lại cho nghe những lần Đức Mẹ hiện ra với em, làm mọi người chú thích và ghi nhớ, nhất là Đức Mẹ sẽ chữa lành cho em đi vào lễ phục sinh năm 1977. Tin này lan đi rất nhanh và mọi người đến thăm em càng ngày càng đông. Riêng với tôi, vì cuộc sống quá khó khăn, hơn nữa nhà tôi và nhà em cách xa nhau cả 2 cây số, tôi không thể đến thăm em được. Ngày tháng cứ đều đặn trôi và mùa phục sinh trở lại. Mọi người cứ chờ đợi, họ đạo Trà Cú vẫn tổ chức lễ phục sinh. Tất cả mọi người không ai bảo ai cũng chú ý tìm kiếm trong đám đông đi dự lễ có em Hữu hay không. Nhưng ai nấy đều hết sức thất vọng vì mẹ em Hữu cho biết em vẫn còn trơ trơ như một cây gỗ. Sau lễ, một số người về nhà em để thăm em và em vẫn tiếp chuyện mọi người như thường lệ. Trong số những người đến thăm em có chị Nhân là người tặng cho em áo dài xoa pháp màu xanh như áo của Đức Mẹ và quần áo trắng để nếu Đức Mẹ chữa cho em khỏi chân, em sẽ mặc áo đó đi dự lễ phục sinh. Qua lễ rồi, em vẫn còn trong giường. Chị Nhân hỏi em, Đức Mẹ hứa với em để lễ phục sinh sẽ ban phép lạ cho em và em sẽ đi được. Sao bây giờ em vẫn còn thế này? Em Hữu chỉ cười không nói gì. Khi đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên em Hữu ngồi phắt dậy, chỉ lên bàn thờ và nói, thắp đèn lên, Đức Mẹ đã hiện ra. Em vừa nói, vừa bước ra khỏi ánh sáng, đến bàn thờ, tự em nói chuyện. Mọi người quá sợ hãi, chạy toán loạn. Người chạy ra sau bếp, người chạy báo cho bà con hàng xóm. Em mời mẹ đỡ đầu, viết tên thánh và mời cha mẹ đến để nghe Đức Mẹ dạy. Đức Mẹ hỏi cha mẹ em có bằng lòng tặng Đức Mẹ hay không. Với giọng run run vì quá cảm động và sợ hãi, cha em thưa với Đức Mẹ, kính Đức Mẹ, con phải tặng con như thế nào? Con sẽ cho con đi tu dòng con, Đức Mẹ hay như thế nào? Xin Đức Mẹ chỉ dạy. Đức Mẹ phán, bất cứ lúc nào và bất cứ lúc nào khi Đức Mẹ cần đến. Và Đức Mẹ cũng nói với những người có mặt tại đó, các con phải chịu khó đọc kinh và lần hạt mân côi. Một lát sau, nhà em Hữu chật ních người đứng vòng trong vòng ngoài. Đêm hôm đó vì ở xa, tôi không đến được nhà em Hữu chứng kiến Đức Mẹ hiện ra và ban phép lạ cho em. Nhưng sáng hôm sau, tôi gặp em trên đường đi đến nhà thờ. Sau hơn một năm gặp lại em, tôi hết sức kinh ngạc vì em xinh đẹp hơn trước nhiều, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Em không là cô bé Hữu quen mùa của một năm về trước. Ôi không, em đi đứng bình thường như mọi người. Em thay đổi dáng vóc, gương mặt bầu bĩnh với cặp mắt đen lấp lánh, da trắng sáng, hai má hồng, môi đỏ, mái tóc huyền bí. Dáng người thon gọn trong chiếc áo dài xanh tha thướt, vẻ đẹp của em hiện tại là vẻ đẹp của một thiếu nữ tỉnh thành sang trọng. Tôi đi bên em và hỏi em về việc Đức Mẹ ban phép cho em.
với giọng hết sức nhỏ nhẹ, em nắm tay tôi và kể cho tôi nghe. Chị nhớ cầu nguyện cho em nhé. Như có một sự sắp đặt của Thiên Chúa, buổi lễ hôm đó có ba cha đồng tế và em Hữu là người lên buổi lễ đầu tiên. Cha Sở Nguyễn Mạnh Đồng cho mình thánh Chúa cho em, mặc vẫn không biết đó là cô bé Hữu từng chống nặng mỗi khi lên lễ đài trước đây. Hết trích. Tác giả Phương Thảo. Mời cộng đoàn cùng chia sẻ video để lan tỏa tới nhiều người. Nguyện xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa soi sáng và ban phúc cho Việt Nam chúng con.